đất nước, bản đồ của đất nước Malaysia nè. Nó có hai phần quý vị ha, cái phần phía bên phía Tây và phần phía Đông. Thì chúng ta đang ở cái bên này là cái bên cái dải là bán đảo nè, là bán đảo Malay nè. Phần phía Tây nè, mình đang ở cái bang này là bang Selangor. Mình đang ở đây cái là cái miền trung của Malaysia. Thì tổng cộng của Malaysia họ chia ra 13 bang. Mình đang ở cái bang Selangor, mình đang đi vào cái chỗ cái hình này là cái tháp đôi đó, là thủ đô của Kuala Lumpur ở đây. Rồi phía đông nó có thêm hai bang nữa là Sabah và Sarawak, là hai cái bang bên này nữa kết hợp với 11 bang bên này, nó tạo thành đất nước Malaysia. Và cái đốm trắng trắng nhỏ chỗ này nè, đất nước này là được xem như là một trong những nơi là giàu nhất thế giới, nào mình biết là nước gì không ạ? Brunei, đúng rồi, nơi nào cũng có dầu hết trơn á. Đi nào với Lào lên cũng có dầu hết, nên phải đốm trắng chút xíu này thôi là khu này. Rồi cái phần trắng trắng dưới như này á, đó là của Indonesia. Còn cái phần xanh này á là biển nha, biển. Thì hai cái phần này á là nó không có nối liền với nhau, nó qua một cái eo biển chỗ này. Thì Singapore nó nằm đâu ha? Singapore nó nằm ở phía dưới tận cùng cái đốm trắng chút xíu đây nè. Cái đốm trắng này là Singapore nè. Thì tối hôm qua là mình ngủ là tàu nó chạy vô cái đường này, Straits of Malacca. Mình biết cái đây là tên tiếng Việt mình là gì không ạ? Eo biển Malacca. Eo biển Malacca mình biết nổi tiếng là gì không? Hải tạc nha. Tối nay kiếm về anh chụp hình với anh chơi ha. Hải tạc là cái eo biển này nó rất là nổi tiếng nha. Tổng diện tích của Malaysia quý vị ha, bên phần phía Tây và phần phía Đông thì tương đương với diện tích của đất nước Việt Nam của mình, bằng đất nước Việt Nam của mình, như là khoảng 330.000 cây số vuông, gồm hai phần luôn. Thì Singapore ở phía dưới, Indonesia nó giáp, rồi Brunei ở đây, ở phía bắc này á giáp với là Thái Lan, 330.000 cây số. Còn dân số thì khoảng hơn 1/4 so với dân số Việt Nam mình. Thì bên này nó là đất rộng, người thưa. Đất rộng, người thưa, mình đi mình sẽ thấy rừng rất là nhiều. Trên đường đi vô thấy rừng là nhiều lắm. Ở bên này là dân số còn ít. Thì dân số khoảng gần 30 triệu người đó, 30 triệu người khoảng 1/3, 30 triệu người thì trong đó là khoảng 65% người Mã Lai gốc Mã Lai ha, 65% chiếm khoảng 20% là người Mã Lai gốc Hoa, giống như anh Tony nè, là người Mã Lai gốc Hoa, bắt tay mình có thể là người Mã Lai gốc Mã Lai đó. Và nếu mà mình nhìn thấy mà những anh mà đen hơn chút xíu nữa, đó là người Mã Lai gốc Ấn Độ, mà cái da ảnh sậm hơn. Đó là ba cái sắc tộc chính của dân số của người Mã Lai ở đây. Người Mã Lai gốc Mã Lai, người Mã Lai gốc Hoa, người Mã Lai gốc